là gần 12 giờ đêm nha. Hiện tại là nhóm thiện nguyện lên xe đi con. Nhóm thiện nguyện đang nhận hỗ trợ 5K. 5K F1 nha. 5K F1 tại hẻm 76 Tôn Phước Thiết, lên xe đi con. Xe áo lên. Chị để đồ xuống đây, chị để đồ xuống mà chị bế bé lên trước. Đây là ở quận 4 nha mọi người. Rồi không sao, không sao con, không sao, không sao. Rồi lên xe. Lên xe, lên xe. Đem đồ lên, chị hai xuống lấy đồ lên cho em đi con. Chị đợi cái nón cho lên cho bé đi chị.